Mến chào các em học sinh, rất vui được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Cô tên là Võ Thị Thanh Nguyên, hiện là giáo viên của trường Trung học Phổ thông chuyên Long An. Trong các buổi học trước, chúng ta đã tìm hiểu xong phần di truyền học của chương trình sinh học lớp 12. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 6 tiến hóa và chủ đề đầu tiên đó là bằng chứng và học thuyết tiến hóa. Nội dung bài học của chúng ta hôm nay gồm có 2 phần. Phần 1 bằng chứng tiến hóa, phần 2 học thuyết tiến hóa. Trong phần 1 bằng chứng tiến hóa, chúng ta sẽ học về bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. Còn trong phần học thuyết tiến hóa, chúng ta sẽ tìm hiểu về thuyết tiến hóa Lamarck, thuyết tiến hóa Darwin và thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 1 bằng chứng tiến hóa. Bằng chứng tiến hóa là gì? Bằng chứng tiến hóa là những bằng chứng nói lên mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. Và chúng ta có thể phân loại các bằng chứng tiến hóa thành hai nhóm là bằng chứng trực tiếp và bằng chứng gián tiếp. Bằng chứng trực tiếp chính là bằng chứng về hóa thạch, còn bằng chứng gián tiếp sẽ bao gồm bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng phôi sinh học, bằng chứng địa lý sinh vật học, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. Trong giới hạn chương trình, chúng ta chỉ tìm hiểu về bằng chứng giải phẫu so sánh và bằng chứng tế bào học sinh học phân tử, còn bằng chứng phôi sinh học và bằng chứng địa lý sinh vật học các em tự đọc ở sách giáo khoa. Trước tiên nói về hóa thạch. Hóa thạch là gì? Hóa thạch chính là di tích của các sinh vật sống trong các thời đại trước để lại trong các lớp đất đá của vỏ trái đất. Đó có thể là bộ xương đã hóa đá, cũng có thể là xác voi ma mút được bảo tồn gần như là nguyên vẹn ở trong băng, hoặc là một con côn trùng được lưu giữ trong hậu phách có niên đại lên đến vài triệu năm. Và thực tế là các loài này đã từng tồn tại trước đó, cho nên đây chính là bằng chứng trực tiếp để nói lên nguồn gốc mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. Còn về bằng chứng gián tiếp, trước tiên chúng ta sẽ nói đến bằng chứng giải phẫu so sánh. Ở đây cô có một ví dụ, chúng ta cùng xem xét về cấu trúc xương chi trước của bốn loài, lần lượt là tay người, chân mèo, vây trước của cá voi và cánh dơi. Đây là bốn loài khác nhau, môi trường sống khác nhau và do vậy chức năng các chi cũng khác nhau. Ví dụ tay người được dùng để cầm nắm công cụ lao động, chân mèo để di chuyển bắt mồi, vây trước của cá voi dùng để bơi và cánh của dơi thì dùng để bay. Nhưng có một điều chúng ta nhận thấy đó là cấu trúc xương chi của bốn loài này khá giống nhau, đều có xương cánh tay, xương tay trụ, xương tay quay, xương cổ tay, xương bàn tay và xương các ngón tay. Do các cơ quan này có sự tương đồng về cấu tạo, chứng tỏ rằng chúng được bắt nguồn từ cùng một cơ quan ở loài tổ tiên, nhưng hiện tại chúng thực hiện những chức năng khác nhau và chúng ta gọi các cơ quan này là các cơ quan tương đồng. Hoặc một ví dụ khác, chúng ta sẽ so sánh giữa gai của cây xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan. Gai của cây xương rồng có nguồn gốc từ lá, tua cuốn của đậu Hà Lan cũng là do sự biến dạng của lá, cho nên bản chất đây cũng là cơ quan tương đồng. Nhưng hiện tại chúng thực hiện chức năng khác nhau. Nếu như gai của cây xương rồng có tác dụng làm giảm sự thoát hơi nước cho cây, thì tua cuốn của đậu Hà Lan sẽ giúp cho cây bám vào giá thể để có thể leo lên. Vậy tóm lại, cơ quan tương đồng là các cơ quan ở các loài khác nhau nhưng được bắt nguồn từ cùng một cơ quan ở loài tổ tiên, mặc dù hiện tại chúng có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau. Một số ví dụ về cơ quan tương đồng, chẳng hạn như chi trước của mèo, vây trước của cá voi, cánh dơi và tay người, gai xương rồng và tua cuốn ở đậu Hà Lan, tuyến lọc độc của rắn và tuyến nước bọt ở các loài động vật khác. Các em học sinh lưu ý, cơ quan thoái hóa thì cũng là cơ quan tương đồng, nhưng mà hiện nay chúng không còn chức năng hoặc chức năng đã bị tiêu giảm, ví dụ như là răng khôn, đốt sống cùng cục hoặc là ruột thừa. Chúng ta cùng khảo sát một ví dụ tiếp theo, đó là ở cánh chuồn chuồn và cánh của dơi. Hai cơ quan ở hai loài động vật này có cùng chức năng giúp cho con vật có thể bay lượn, nhưng nếu xét về nguồn gốc thì chúng lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như cánh dơi có nguồn gốc là từ chi trước của con vật, thì cánh chuồn chuồn lại là sự kéo dài của phần da lưng. Một ví dụ khác đó là gai của cây xương rồng và gai của cây hoa hồng. Mặc dù cùng là gai, nhưng về bản chất thì gai của cây xương rồng là sự biến dạng của lá, còn gai của cây hoa hồng là do sự biến dạng của biểu bì thân, cho nên chúng ta gọi đây là các cơ quan tương tự. Cơ quan tương tự chính là những cơ quan thực hiện các chức năng như nhau ở các loài khác nhau, nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc chung. Một số ví dụ về cơ quan tương tự, chẳng hạn như cánh ở côn trùng và cánh dơi, gai xương rồng và gai hoa hồng, vây cá mập và vây cá voi. Và sự tương đồng về đặc điểm giải phẫu giữa các loài chính là bằng chứng gián tiếp, cho thấy các loài sinh vật hiện nay đều được tiến hóa từ một tổ tiên chung. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần
2. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. Đầu tiên là nói về bằng chứng tế bào học. Nhớ lại học thuyết tế bào, chúng ta có học thuyết tế bào phát biểu rằng tất cả các cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. Nếu như sinh vật đơn bào chỉ được cấu tạo bởi một tế bào, thì sinh vật đa bào sẽ được cấu tạo bởi nhiều tế bào. Và tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Học thuyết tế bào học cũng đã thể hiện được nguồn gốc thống nhất của sinh giới, bởi vì tất cả sinh vật đều có đơn vị cơ bản cấu tạo giống nhau, đó là tế bào. Còn bằng chứng sinh học phân tử, ở phần di truyền học chúng ta đã biết rằng các loài đều có cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là axit nucleic và protein. Axit nucleic thì có hai loại là ADN và ARN. ADN sẽ có cấu tạo bởi bốn loại nucleotide lần lượt là A, T, G, X. Còn protein thì được cấu tạo từ hơn 20 loại axit amin khác nhau. Và các loài sinh vật đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đó là mã bộ 3. Và các bằng chứng ở trên đã thể hiện được rằng các loài sinh vật trên trái đất đều có chung tổ tiên. Khi chúng ta phân tích trình tự các axit amin của cùng một loại protein hay trình tự các nucleotide trong cùng một gen ở các loài khác nhau, có thể giúp chúng ta xác định được mối quan hệ họ hàng giữa các loài. Ví dụ ở đây chúng ta có bảng so sánh sự khác nhau về số axit amin trong chuỗi hemoglobin giữa các loài trong bộ linh trưởng. Cụ thể là sẽ so sánh về số axit amin khác so với người. Thì ở tinh tinh số axit amin khác là 0, ở gorilla là 1, vượn giáp bông là 3, ở khỉ sóc là 9. Và qua bảng trên chúng ta cũng có thể thấy rằng trong các loài được kể trên thì tinh tinh chính là loài có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất. Các loài có họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin hay trình tự nucleotide càng có xu hướng giống nhau và ngược lại. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần 2, học thuyết tiến hóa. Đầu tiên là về học thuyết tiến hóa của Lamarck. Lamarck là một trong những người đầu tiên có được những bằng chứng chứng minh các loài sinh vật có thể biến đổi dưới tác động của môi trường chứ không phải là các loài bất biến. Và Lamarck đã thấy được rằng các loài bị biến đổi dưới tác động của môi trường. Nhưng cơ chế mà Lamarck đưa ra để giải thích cho những biến đổi đó thì lại không có cơ sở khoa học. Sau Lamarck thì Darwin là người đã nêu lên được cơ chế của quá trình tiến hóa. Chúng ta sẽ sang phần B, học thuyết tiến hóa Darwin. Darwin sinh ra ở Anh, từ bé ông đã say mê môn sinh học và thích khám phá những bí ẩn của tự nhiên. Năm 1840, Darwin đã tham gia chuyến hành trình vòng quanh thế giới với mong muốn khám phá những bí mật của thế giới sống. Từ những quan sát thu được trong tự nhiên trong chuyến đi này đã giúp ông rất nhiều trong việc hình thành nên học thuyết tiến hóa sau này. Cụ thể, vào năm 1859, Darwin đã công bố công trình có tên là Nguồn gốc các loài, giải thích sự hình thành các loài từ một tổ tiên chung bằng cơ chế chọn lọc tự nhiên. Và học thuyết Darwin ra đời có ý nghĩa lịch sử lớn lao trong con đường tiến hóa của sinh giới. Quan sát của Darwin có thể được tóm tắt như sau. Thứ nhất, tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiều hơn so với số con có thể sống sót đến tuổi sinh sản. Thứ hai, các cá thể của cùng một bố mẹ mặc dù giống với nhau nhiều hơn so với các cá thể không có họ hàng, nhưng chúng vẫn khác biệt nhau về nhiều đặc điểm và Darwin gọi đây là biến dị cá thể. Và theo Darwin thì phần lớn các biến dị này được di truyền cho thế hệ sau. Thứ ba, quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ khi có những biến đổi bất thường về môi trường. Và để giải thích cho những quan sát mà mình đã ghi nhận được thì Darwin đã đặt ra giả thuyết như sau. Trong thiên nhiên, các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn và Darwin gọi đó là quá trình đấu tranh sinh tồn. Trong quá trình đó thì những cá thể không có ưu thế đấu tranh sinh tồn sẽ bị diệt vong. Và do vậy, chỉ một số ít cá thể sinh ra sẽ được sống sót qua mỗi thế hệ. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn, những cá thể nào có biến dị di truyền giúp chúng thích nghi tốt hơn, dẫn đến khả năng sống sót và khả năng sinh sản cao hơn cá thể khác, thì những cá thể đó sẽ để lại nhiều con hơn cho quần thể. Và theo thời gian, số lượng cá thể có các biến dị thích nghi sẽ ngày một tăng, và số lượng cá thể có các biến dị không thích nghi sẽ ngày một giảm. Và Darwin gọi đó chính là quá trình chọn lọc tự nhiên. Và chúng ta phải hiểu rằng quá trình chọn lọc tự nhiên ở đây gồm có 3 quá trình, đó là chọn lọc cùng loài, chọn lọc khác loài và chọn lọc chống lại điều kiện bất lợi của môi trường. Darwin đã chứng minh cho giả thuyết về chọn lọc tự nhiên của mình thông qua hình thức là chọn lọc nhân tạo.
Trong điều kiện tự nhiên, ngay từ thời xa xưa, con người đã biết dựa vào tính biến dị của thực vật và động vật để lựa chọn giữ lại hay loại bỏ những cây trồng và giống vật nuôi. Trong quá trình này, con người chủ động chọn ra những cá thể có các biến dị mà mình mong muốn, rồi cho chúng giao phối với nhau để tạo nên giống mới và loại đi những cá thể có các biến dị không mong muốn. Qua hàng nghìn năm chọn lọc, con người đã tạo ra rất nhiều loài vật nuôi và cây trồng từ một số ít các dạng hoang dại mới được thuần dưỡng ban đầu. Ví dụ, từ loài mù tạt hoang dại qua chọn lọc, người ta đã tạo ra được rất nhiều loài rau khác nhau như là su hào, bắp cải, súp lơ hay là cải rút sen. Và biến dị cá thể mà Darwin đã đề cập tới chỉ sự phát sinh những điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài trong quá trình sinh sản. Những biến dị này phát sinh riêng lẻ, vô hướng và đó là nguồn nguyên liệu cho quá trình chặn giống và tiến hóa. Darwin là người đầu tiên đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về sự hình thành các loài sinh vật từ loài tổ tiên bằng cơ chế là chọn lọc tự nhiên. Ông cho rằng các loài trên trái đất đều được tiến hóa từ một tổ tiên chung, giống như các cành trên một cây đều được bắt nguồn từ một gốc. Các nhánh con trên một cành của cây tiến hóa đều có chung một nhánh, đó là loài tổ tiên gần nhất. Nhiều nhánh khác nhau lại có chung nhánh lớn hơn là loài tổ tiên xa hơn. Bên cạnh những nhánh tươi tốt đại diện cho các loài đang tồn tại, thì còn có nhiều nhánh đã chết tương ứng với các loài bị tuyệt chủng. Hiện nay, người ta biết rằng có tới khoảng 99% các loài từng tồn tại trên trái đất đã bị tuyệt chủng. Và tóm lại, với cơ chế tiến hóa là chọn lọc tự nhiên thì Darwin đã giải thích được sự thống nhất trong đa dạng của các loài sinh vật trên trái đất. Chúng ta có thể tóm tắt về quan điểm chọn lọc tự nhiên theo Darwin như sau. Thứ nhất, về nội dung, theo Darwin thì chọn lọc tự nhiên là quá trình vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật. Về động lực của chọn lọc tự nhiên là quá trình đấu tranh sinh tồn. Đối tượng tác động của chọn lọc là các cá thể. Thực chất của chọn lọc là sự phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể. Kết quả tạo nên loài sinh vật có đặc điểm thích nghi với môi trường. Vai trò của chọn lọc tự nhiên, đây là nhân tố chính quy định sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật. Và cuối cùng, loài mới được hình thành qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng từ một nguồn gốc chung. Còn chọn lọc nhân tạo, nội dung của chọn lọc nhân tạo là quá trình vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích lũy những biến dị có lợi cho con người. Động lực của chọn lọc nhân tạo là nhu cầu thị hiếu của con người. Kết quả tạo ra nhiều giống vật nuôi cây trồng từ một vài dạng tổ tiên hoang dại ban đầu. Mỗi giống vật nuôi hay cây trồng đều thích nghi cao độ với nhu cầu xác định của con người. Và vai trò, đây là nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng. Về ý nghĩa của học thuyết Darwin, Darwin đã nêu lên được nguồn gốc thống nhất của các loài, giải thích được sự hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật và sự đa dạng của sinh giới. Cũng như Darwin đã nhận định rằng các quá trình chọn lọc luôn tác động lên sinh vật và làm phân hóa khả năng sống sót sinh sản của chúng, từ đó tác động lên quần thể. Tuy nhiên, học thuyết của Darwin vẫn còn một số tồn tại như sau. Thứ nhất, Darwin chưa phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền. Và thứ hai, ông chưa hiểu rõ về nguyên nhân phát sinh các biến dị cũng như là cơ chế di truyền các biến dị. Và học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại sẽ bổ sung và khắc phục những điểm tồn tại đó của học thuyết Darwin. Chúng ta đi vào phần C, học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại được các nhà khoa học như Dohansky, Fisher, Hendel hay Mayer cùng xây dựng nên. Và sở dĩ được gọi là học thuyết tiến hóa tổng hợp vì nó kết hợp cơ chế tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên của thuyết tiến hóa Darwin với các thành tựu của di truyền học, mà đặc biệt là di truyền học quần thể. Nếu như ở học thuyết của Darwin thì Darwin vẫn chưa đưa ra được một khái niệm cụ thể về tiến hóa, còn ở học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, các nhà khoa học đã phân biệt tiến hóa thành tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ, đồng thời phân biệt hai quá trình này ở những đặc điểm cụ thể sau đây. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể, quy mô nhỏ, đó là quy mô ở cấp độ quần thể, thời gian thì tương đối ngắn. Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành loài mới và chúng ta có thể nghiên cứu quá trình tiến hóa nhỏ bằng thực nghiệm. Trong khi đó, tiến hóa lớn là quá trình làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài, quy mô rộng lớn, thời gian thì rất dài, có thể trải qua hàng triệu năm.
Nếu như kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành loài mới, thì kết quả của tiến hóa lớn là dẫn đến hình thành các nhóm phân loại trên loài. Và tiến hóa lớn thì không thể nghiên cứu trực tiếp, chúng ta chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp. Và các em lưu ý rằng, đối với học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, thì quần thể là đơn vị nhỏ nhất có thể tiến hóa. Quá trình tiến hóa nhỏ sẽ kết thúc khi loài mới xuất hiện, và hình thành loài được xem là ranh giới giữa tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ. Vậy vì sao nói quần thể là đơn vị nhỏ nhất có thể tiến hóa mà không phải là cá thể? Bởi vì quần thể là đơn vị sinh sản, là dạng tồn tại của loài trong tự nhiên, được cách ly tương đối với các quần thể khác. Nó có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định, nhưng vẫn có khả năng biến đổi do các nhân tố tiến hóa. Và tiến hóa sẽ không thể xảy ra nếu như quần thể không có các biến dị di truyền, vì đây là nguyên liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên. Vậy cụ thể, những nguyên nhân nào sẽ phát sinh biến dị và cung cấp cho quần thể? Thứ nhất đó là đột biến. Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quần thể, bởi vì đột biến góp phần tạo nên các allele mới. Thứ hai là biến dị tổ hợp, cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quần thể. Và thứ ba là do sự di chuyển của các cá thể hoặc giao tử từ các quần thể khác vào. Và phần lớn các quần thể trong tự nhiên thì đều có rất nhiều những biến dị di truyền. Quần thể sẽ không thể tiến hóa nếu tần số allele và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên, những nhân tố nào làm biến đổi tần số allele và thành phần kiểu gen của quần thể thì sẽ được gọi là các nhân tố tiến hóa. Và trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 nhân tố tiến hóa là đột biến, di nhập gen, chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên và quá trình giao phối không ngẫu nhiên. Nhân tố tiến hóa đầu tiên là nhân tố đột biến. Đột biến chúng ta đề cập đến ở đây chính là đột biến gen chứ không phải là đột biến nhiễm sắc thể. Chúng ta đã được biết, đột biến gen là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của gen và quá trình này có thể làm phát sinh các allele mới trong quần thể và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đa dạng của quần thể. Vì đột biến gen có thể phát sinh allele mới trong quần thể, biến đổi allele này thành allele khác, cho nên đột biến gen sẽ làm thay đổi tần số allele của quần thể, từ đó dẫn đến thay đổi thành phần kiểu gen, nhưng không theo hướng xác định, do đó đột biến là nhân tố tiến hóa vô hướng. Tần số đột biến đối với từng gen riêng lẻ thì rất thấp, chỉ khoảng 10^-6 đến 10^-4, cho nên nếu mình xét về từng gen riêng lẻ, thì tần số đột biến diễn ra rất là chậm và có thể coi như là không đáng kể. Tuy nhiên, trong cơ thể sinh vật thì có nhiều gen và quần thể thì có nhiều cá thể, do vậy lượng biến dị tạo ra là rất lớn. Vì ý nghĩa của đột biến gen sẽ cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa, đó chính là các allele đột biến, và qua quá trình giao phối sẽ tạo nên nguồn biến dị thứ cấp là các biến dị tổ hợp vô cùng phong phú cho quá trình tiến hóa. Nhân tố tiến hóa thứ hai là di nhập gen. Các quần thể thường không cách ly hoàn toàn với nhau, vùng phân bố của chúng thường xuyên bị chồng chéo lên nhau, ví dụ như hai quần thể tuần lọc ở hình trên. Và do vậy, giữa các quần thể thường có sự trao đổi giữa các cá thể hoặc giao tử. Hiện tượng này được gọi là di nhập gen hay còn gọi là dòng gen. Di nhập gen chính là sự trao đổi các cá thể hoặc giao tử giữa các quần thể. Chúng ta gọi là hiện tượng di nhập gen hay là dòng gen. Quá trình này sẽ làm thay đổi tần số allele và thành phần kiểu gen của quần thể không theo hướng xác định. Do vậy, di nhập gen chính là nhân tố tiến hóa vô hướng. Di nhập gen, trong quá trình di nhập gen, quần thể nhập cư mang đến những allele mới làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các allele của quần thể. Và quần thể di cư cũng làm cho thành phần kiểu gen cũng như tần số allele của quần thể bị thay đổi. Chính vì vậy, về ý nghĩa thì di nhập gen sẽ làm thay đổi cả tần số allele và thành phần kiểu gen của quần thể và nhân tố này có thể làm xuất hiện allele mới cho quần thể. Nhân tố thứ ba là chọn lọc tự nhiên. Trên cơ sở quan điểm về chọn lọc tự nhiên của Darwin thì chọn lọc tự nhiên là quá trình phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể. Học thuyết tổng hợp hiện đại còn phân biệt chọn lọc tự nhiên thành 3 hình thức là chọn lọc vận động, chọn lọc phân hóa và chọn lọc ổn định.
Vậy thì tóm lại, chọn lọc tự nhiên đó là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. Lưu ý rằng chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và qua đó gián tiếp làm biến đổi tần số allelen thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. Chính vì vậy chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng. Lưu ý, chọn lọc tự nhiên không trực tiếp làm thay đổi tần số allelen thành phần kiểu gen của quần thể, nhưng nó sẽ định hướng cho sự thay đổi đó. Vì chọn lọc là quá trình tác động trực tiếp lên kiểu hình, cho nên khi chọn lọc tự nhiên chống lại allelen trội sẽ làm thay đổi tần số allelen nhanh chóng. Vì gen trội sẽ biểu hiện ngay ra kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử, ví dụ như A lớn, A nhỏ. Còn trong trường hợp chọn lọc chống lại allelen lặng, thì sẽ làm thay đổi tần số allelen rất là chậm, bởi vì allelen lặng chỉ bị đào thải khi ở trạng thái đồng hợp tử lặng, đó là A nhỏ, A nhỏ. Chọn lọc không bao giờ loại hết allelen lặng ra khỏi quần thể, vì allelen lặng có thể tồn tại với một tần số rất thấp ở các cá thể có kiểu gen dị hợp tử. Và kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên các quần thể có nhiều cá thể mang các kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường. Trên thực tế, chọn lọc tự nhiên không tác động đối với từng gen riêng rẽ mà tác động đối với toàn bộ kiểu gen, trong đó các gen tương tác thống nhất. Chọn lọc tự nhiên không chỉ tác động đối với từng cá thể riêng rẽ mà còn tác động đối với cả quần thể, trong đó các cá thể có quan hệ ràng buộc với nhau. Và chọn lọc tự nhiên chính là nhân tố quy định chiều hướng của quá trình tiến hóa. Nhân tố thứ tư, các yếu tố ngẫu nhiên. Tần số tương đối của các allelen trong một quần thể có thể thay đổi đột ngột do một yếu tố ngẫu nhiên nào đó, thì được gọi là sự biến động di truyền hay còn gọi là phiêu bạc di truyền. Và sự biến đổi một cách ngẫu nhiên về tần số allelen cũng như thành phần kiểu gen của quần thể thường xảy ra đối với những quần thể có kích thước nhỏ. Đặc điểm của quá trình này đó là làm cho tần số allelen thay đổi không theo hướng xác định. Một quần thể đang có kích thước lớn nhưng do các yếu tố thiên tai hoặc bất kỳ yếu tố nào làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể, thì những cá thể sống sót có thể có vốn gen khác biệt hẳn so với vốn gen của quần thể gốc ban đầu. Ví dụ ở đây chúng ta có quần thể gốc có tần số allelen tương đương nhau, nhưng do các yếu tố môi trường nào đó đã làm giảm kích thước của quần thể và các cá thể tồn tại tạo ra quần thể mới có tần số allelen khác với quần thể gốc. Hiện tượng này chúng ta còn gọi là hiệu ứng cổ nút chai. Tóm lại, các yếu tố ngẫu nhiên hay còn gọi là sự biến động di truyền hoặc là phiêu bạc di truyền, yếu tố này làm thay đổi cả tần số allelen và thành phần kiểu gen của quần thể nhưng không theo hướng xác định. Do vậy, các yếu tố ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hóa vô hướng. Về đặc điểm, yếu tố ngẫu nhiên sẽ làm thay đổi tần số allelen không theo một hướng xác định. Một allelen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể, và một allelen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể. Kết quả của yếu tố ngẫu nhiên là dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể và làm giảm sự đa dạng về di truyền. Nhân tố thứ năm, giao phối không ngẫu nhiên. Quá trình giao phối không ngẫu nhiên chúng ta đã được học ở phần di truyền học quần thể. Quá trình giao phối không ngẫu nhiên sẽ bao gồm tự thụ phấn, giao phối cận huyết và giao phối có chọn lọc. Quá trình này sẽ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm tần số kiểu gen dị hợp, cho nên đây được xem là nhân tố tiến hóa có hướng. Chúng ta lưu ý, nhân tố giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể chứ không làm thay đổi tần số allelen của quần thể. Còn những nhân tố tiến hóa khác, ví dụ như đột biến, di nhập gen, yếu tố ngẫu nhiên hay chọn lọc tự nhiên thì có thể làm thay đổi cả tần số allelen và thành phần kiểu gen của quần thể. Trong khi đó, giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng đồng hợp, giảm dị hợp mà nó không làm thay đổi tần số allelen của quần thể. Và đặc điểm của quá trình này là làm thay đổi thành phần kiểu gen theo một chiều hướng xác định. Kết quả của giao phối không ngẫu nhiên dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể và làm giảm sự đa dạng di truyền. Các em cần lưu ý rằng giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố tiến hóa, còn ngẫu phối giữa các cá thể trong quần thể thì tạo nên trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Vì vậy, ngẫu phối không làm thay đổi tần số allelen và thành phần kiểu gen của quần thể. Tuy nhiên, ngẫu phối sẽ làm cho đột biến được phát tán trong quần thể và tạo ra sự đa hình về kiểu gen và kiểu hình, hình thành nên vô số các biến dị tổ hợp. Loại biến dị này là nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
Mặt khác, ngũ phối còn góp phần trung hòa tính có hại của đột biến và tạo nên những biến dị tổ hợp gen thích nghi. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm một số câu hỏi để củng cố nội dung bài học. Câu số 1, các nhân tố tiến hóa nào làm thay đổi cả tần số allele và thành phần kiểu gen của quần thể? Các nhân tố làm thay đổi cả tần số allele và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ bao gồm đột biến, di nhập gen, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên. Câu thứ 2, nhân tố tiến hóa nào làm nghèo vốn gen làm giảm đa dạng di truyền? Các nhân tố dẫn đến làm nghèo vốn gen làm giảm đa dạng di truyền của quần thể bao gồm chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên và quá trình di nhập gen nếu như chúng ta xét đối với quần thể xảy ra sự xuất cư. Câu thứ 3, nhân tố tiến hóa nào có thể làm xuất hiện các allele mới trong quần thể? Nhân tố tiến hóa có thể làm xuất hiện allele mới trong quần thể bao gồm nhân tố đột biến và nhân tố di nhập gen. Các em học sinh thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy hệ thống lại kiến thức của bài bằng sơ đồ tư duy và trả lời các câu hỏi của sách giáo khoa. Chào tạm biệt các em.